Hello guys, what's going on? Welcome back to another vlog video, yeah? It's kind of dark in here, so don't expect you guys to see me anyway. Guess what? Today we'll be going on another school trip. We'll be going to Gucci as an extracurricular trip. And we'll be going there with my class, 10 and 8, again. That was awesome, can it be, right? I'm on the other side of the school now. All of the students. Oh, frick. Okay, sorry for that. It's freaking loud. I'm gonna be joining them back on the immediately after a while, and we'll see what's going to be happening. Hello, class. You guys probably can see it, but that boss says 10A right there, which is also our class. And I don't know if I have showed you guys the entire school yet, but here we go. Gosh, freaking dark. And this is Sky again. Hey, hello. 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 Yeah. Hello, Ty. What? Hello, Hui. View's gone down? What? Why is the view going down? I can't see shit. And hello, Huang. You are new. You are new. Yes, unlike last time where only like half of my class go on a trip, today the entire class will be going on a trip. Which is this new guy, which you guys have never seen before. Yep, 10 it. Yes, your YouTube. Hello. What the heck? You're small cute. And this is my secret point. I honestly have no idea where even are we right now, to be honest. So that's why I'm just going to be waiting here until somebody do something. Here we are. I still have no idea where we are. What? You again. Channel.
this at all. Move. Look at these crops, whatever they are. This is absolutely amazing. You see that the leaves are kind of wet? They've just been watered. I have no idea what these kind of plants are. So many. I bet. Cứ quay thôi. Thầy, thầy có chân ống dừa thầy ơi, có chân đi ống dừa. Also it's kind of wet. Walking to it. Yeah. Okay, now let's go back out as we explore more of the amazing plants around here, which almost no context at all. That's mean crops or like stuff related to that. The road's really freaking narrow, so you have to be very careful or it just gets wet all over the place. Man, this is amazing. This is how plants have been grown all over the country. Oh. That was my class leader, by the way. Oh gosh. Oh my god, it's wet, it's wet, it's wet. They're watering the plants, so you know, just stay away from them. You get sprinkles all over the place. Ooh. What is this? No idea what they are. Good for fish. Feeding the fish. Amazing.
Oh. Yeah, that's him. What the fuck? Hello. What's up? Bro. Why? You don't have to vlog every goddamn thing. That's the first guy. The first guy. The first in class. He top is one. Yeah, top one. Boss, man. Boss? Yes, he is boss. Yeah, all the top people, you don't have to film me. Why? What are you saying that day out again? Oh my god, that's bad words. Bad. I'm gonna get demonetized because of you. What? Demonetized. Never heard of PewDiePie. Flat out. Yep. Like this is warm. What? What? This is warm. This is so dirty. This is leech. Why did you sprinkle this? Sprinkle. Mày nhưng mà mày rửa tay được không? Rồi được rồi. It's perfect. Let's get rid of it. Ủa đừng như vậy. That's good. Ôi chào. Ôi đi. That's good. Now we just take one of them. Ủa tối hả? Hey. Take one of the plastic bag. Put them in. That's good. What are you two doing? Broken, so I have to act like I have one. This is my product, or whatever that is. We're gonna be bringing these home and grow them up so they become actual plants and it will be for grading. Yeah. Oh crap, I messed them all up again. Oh well. You guys when I can. What the heck are they doing?
underwear. Nếu mà là ở dưới nó sẽ nhiều lông. Khẩn trương lên tại khu vực này hái nấm giùm anh. Thì mấy bạn hái nấm như thế này. Rồi lên trên kia mọi người hái nấm. Oh look, that lake. Are we gonna be fishing? That would be sick. Sao vậy? Có mấy thằng lút đồ. Ê đây, để chỉ mày quay này vui. Ok. Rồi chỉ hẳn mới quay vô nè. Đó, chỉ hẳn mới quay vô, thấy gì không? Thấy gì chưa? Đó, nhìn kỹ thôi. Kỹ vô. Oh, oh wow, they tricked me into recording the woman's bathroom. Các bạn tiến hành cuộc thi đối đầu giữa hai người phụ nữ đích thực chứ không phải là. Chứ không phải là người phụ nữ mạnh mẽ như cái bà này. Và phía dưới hãy cổ động cho thành viên của mình ha. Go on the right. 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 Và rồi bóp nè, bóp rồi vào. Đấy nhá. Các bạn vào cho nát trước trước khi chúng ta bóp. Vào cho nát trước, đúng rồi. Đừng cái chân nó rách quá nhiều, bạn lát nữa bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Bạn cho nó nát vừa đều đúng rồi. Và bắt đầu thời gian đếm ngược. Wow, và các bạn thân mến, như vậy với chất lượng như thế này thì xin chúc cho bạn này đến từ xe số 7 đúng không? Như vậy chiến thắng đã thuộc về xe số 7. Wow, và các bạn thân mến. Is it good? Is it good? This is a little different shape. Okay. Oh, as we call it in Vietnamese, bắn bẹp. Nó muốn lên chức cái hải lộ để lên chức cái này. It's already dipped with fish sauce, so it's gonna be ready. Rõ ràng lần lưng. Rõ ràng lần lưng. Đấy, xong rồi mình không còn gì hết. Mày ngồi sao không còn gì hết. Má phú này ác điều. So do we eat? Wow. Rồi xong thì mình không còn gì. Ăn đi. What Japanese? Cái kỳ mà ở nhà tao có một cái tiệm bán mà nổi tiếng với mấy cái món này là vừa có bánh mè miền Trung, miền Nam, bánh ít rồi bánh chờ cái kiểu chưa chiều thời đó học mà. Cái mẹ tao lấy hai miếng muối á, tao buổi sáng chiều là một mà. Chúng mày có thể nào lấy mấy cái mũ ra rồi múc không? Không. Lấy đại đi. Má bớt. Rồi, xong rồi. Chúng mày lại đi. Trời, trời.
ơi, bán miếng đất của mình đó. Hiện nay hai đội đang tương xứng với nhau, bảy quả bóng, quả bóng thứ bảy. Bên đây là quả bóng thứ tám. Càng gian nha. Mời ngay cuối cùng. Rồi, lưu vô, phía sau. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Có anh chị nào đó? 3, 6, 10. Rồi, bây giờ xin mời các bạn lưu vô phía sau, xếp hàng lại. Chuẩn bị 3 2 bỏ bắt đầu. Đó, chạy vô đi, chạy, chạy. Nhảy chứ không chạy nha. Ông Giang quậy. Thành viên tiếp theo, thành viên tiếp theo. Nhảy lên. Nhảy nha, nhảy chứ không chạy nha. Nhảy lên. Không hết hiểu rồi. Ôi, anh Giang quăng banh luôn. Mỗi đội còn đến 5 quả nha. Mỗi đội còn 5 quả bóng. Nhanh lên, nhanh lên. Hello, hello. Hello. Yeah, who are you? Nhanh lên. Who are you again? Handsome man of this loss. Nhanh lên, nhanh lên. Hai đội đang chơi mình quay quá. 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 Hai đội đang chơi mình quay quá.
là cái chính rồi, nhảy lên. Thôi chơi ăn chiên. Bơ nó nhét dục nó nhiên. Nhảy vô, nhảy lên. Nó nhét vô bao bố luôn. Các bạn có trong kia kìa. Lần thứ 10. Bạn đây là lần thứ 10 rồi. Nhảy lên. Rồi bây giờ đội chiến thắng là đội 37. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.